Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới ở huyện Yên Mỹ. Tất cả đã được cách ly tập trung từ trước. Cụ thể ghi nhận một trường hợp ở xã Hòa Long là lái xe đưa 4 người, trong đó có F0 ở xã Việt Cường đi hát karaoke Đại Tây Dương ở xã Ông Đình, huyện Quế Châu. Trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 23 tháng 6 và xét nghiệm lần thứ 4 dương tính. 4 trường hợp khác gồm 2 trường hợp ở xã Trung Hưng, 1 trường hợp ở thị trấn Yên Mỹ và 1 trường hợp ở xã Thanh Long cũng được cách ly tập trung từ trước. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 109 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 73 ca, huyện Quế Châu 11 ca, huyện Ân Thi 11 ca, huyện Tiên Lữ 8 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cử 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có công văn yêu cầu thực hiện nghiêm công tác cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Các khu cách ly tập trung bố trí mỗi phòng chỉ cách ly một người, hạn chế dùng xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện đưa người đi cách ly. Các địa phương làm test nhanh các F1 ngay tại cộng đồng khi có điều kiện để phân loại cách ly phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa có công văn yêu cầu người về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và địa phương có dịch phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tự trả phí và cách ly tại nhà. Các địa phương phải nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và địa phương có dịch trở về địa bàn.